Ủa thịt dạ bạn. Đúng luôn bạn. Hành lá tỏi với mật của cây đỏ bạn. Mình đổ cái hành tím này vô luôn bạn. Bỏ vào một miếng ớt khô. Muỗng tiêu bạn. Bỏ một muỗng cà phê muối bạn. Cho thịt nó ngọt bạn. 2 muỗng cà phê bột ngọt bạn. 3 muỗng đường bạn. Đây là cái màu dầu điều bạn. Hột điều bạn. Cho màu cho nó đẹp bạn. Đây là tương ớt bạn. Hộn lên bạn. 15 phút cho nó thấm rồi bắt đầu mình sẽ đi làm các bạn. Chào bạn nha. Bữa nay mình quay trở lại làm món ăn các bạn ơi. Bữa nay mình sẽ làm món ăn từ thịt gà với thịt heo bạn. Đây là cái đùi gà bạn. Mình đã lóc xương rồi. Còn đây là thịt heo, thịt đùi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắt cái thịt đùi thịt heo các bạn. Cái này mình sắt mỏng mỏng rồi các bạn ơi. Bạn cứ mình cứ sắt mỏng mỏng vậy nè các bạn. Sắt mỏng thì càng mỏng càng tốt bạn. Đó. Gà mình cũng sắt vậy luôn bạn. Gà có cái da nó không có sắt nữa bạn. Thịt theo thịt gà mình cũng đã sắt xong bạn ơi. Bạn đây củ tỏi với hành lá với củ cái đỏ mình đã sắt trước mớ bạn. Đây mình sắt cộng bạn, mình sắt hạt lựu. Còn giờ mình sẽ sắt thêm hành tây, hành tím luôn bạn. Mình sắt hành tây trước bạn. Chỉ sắt miếng về thôi được bạn ơi. Đây hành tím mình cũng sắt xong luôn bạn. Giờ mình đi ướp thịt nha bạn. Lấy cái mâm này mình ướp bạn ơi. Sẽ đổ thịt vào bạn. Mình đổ này vô luôn bạn. Hành lá tỏi với mật của cây đỏ bạn. Rồi mình đổ cái hành tím này vô luôn bạn. Đây là ớt khô. Sẽ bỏ vào một miếng ớt khô. Và một muỗng tiêu bạn. Mình sẽ ướp muối nha các bạn. Ướp muối nó sẽ ngon hơn bạn ơi. Bỏ một muỗng cà phê muối bạn. Cho thịt nó ngọt bạn. 2 muỗng cà phê bột ngọt bạn. Cái này là mình hấp nha các bạn, nên mình bỏ đường được bạn. Mình đem đi hấp nó chín trước bạn. 3 muỗng đường bạn. Hột điều bạn, hột điều bạn. Cho màu cho nó đẹp bạn. Rồi ở đây là tương ớt bạn. Rồi mình sẽ trộn lên bạn. Trộn đều rồi mình để 15 phút sau mình làm các bạn. Bạn trộn cho đều lên bạn.
Rồi các bạn để nó 15 phút cho nó thấm rồi bắt đầu mình sẽ đi làm các bạn. Lúc nãy mình có sắc thêm miếng lạc xưởng các bạn. Giờ mình đổ vô luôn các bạn. Rồi mình trộn nó lên các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ gói nó như đòn bánh tét các bạn, rồi mình đi hấp nó các bạn. Đó. Giờ mình đi hấp nó nghe các bạn. Giờ mình vô bọc đó các bạn. Giờ mình gói nó cũng giống như bữa hổm mình làm chả nguội vậy các bạn. Đó. Chắc này mình sẽ chia làm hai bọc bạn, hơi nhiều. Để coi rồi mình chia hai bọc các bạn ơi. Nhiều các bạn. Mình chia làm hai bọc. Đấy, các bạn mình đã vô bọc mình buộc lại các bạn, giờ mình sơm cho nó lủng lỗ các bạn. Cho nó ra hơi các bạn ơi. Sơm nó ra hơi mình mới xiết nó lại được các bạn. Đó các bạn. Đây là cái màn bọc thực phẩm các bạn. Đó, các bạn cứ siết rồi siết cho chặt lại các bạn. Sơm lần cho nó ra hơi các bạn. Đó. Mình đã quấn xong nữa các bạn. Đó. Đó. Giờ mình đem vô nồi mình hấp nha các bạn. Rồi mình sẽ hấp xong rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Đó. Khá là ngon các bạn. Rồi mình đi hấp thôi các bạn ơi. Đó các bạn. Mình cũng đã hấp xong rồi các bạn. Để mình thử cắt một đòn các bạn. Các bạn, ở đây là một đòn là mình đã mới vừa hấp xong mình cắt cái luôn các bạn, là nó sẽ không dính nha các bạn, nói vậy các bạn. Còn một đòn này các bạn, à, một lát đó, mình sẽ đem mình đi bỏ trong tủ lạnh các bạn. Rồi nữa mình sẽ quay cho các bạn coi, mình bỏ trong tủ lạnh đó các bạn, nó sẽ dẻ thịt lại các bạn, nó như là chả nguội vậy các bạn. Còn cái này nóng mình đem ra mình thử rồi sao bạn. Rồi mình mời bạn nha bạn. Đây mời bạn bên. Ngon quá bạn. Khá ngon bạn. Mời bạn bạn. Ngon quá bạn ơi. Rất là thơm ngon. Hành bạn. Rất là thơm đúng không bạn? Mời bạn bạn. Đây mới miếng này nó cũng khá là dính nè bạn. Khá dẻ bạn. Cái này ăn khá ngon bạn. Cái này mình có thể nướng được nha các bạn. Tại vì là mình không có giấy nướng các bạn.
mình quấn tròn lại, mình có giấy nướng đó thì mình nướng nó sẽ ngon hơn. Chứ hồi nãy mình không có xài mà cái bột với trứng đó bạn, nên mình nướng là nó sẽ không dính bạn. Còn mình phải thêm bột bột mì hay là bột bắp các bạn, và trứng gà bạn trộn vào mình mới nướng nó mới dính lại bạn, cho mò để là nó không có dính nha các bạn. Còn này là mình hấp bạn ơi, đây là hấp xong mình có thể ăn liền tại chỗ được bạn. Còn mình muốn mà cho nó dính thành phanh thì các bạn em tủ đông các bạn, tủ lạnh á các bạn, để vài tiếng đồng hồ bạn cho nó dính nó dẻ lại, mình xắt thành từng phanh đó các bạn, nó khá ngon bạn. Mình ăn cái nóng này ngon bạn, mời bạn bè mới hấp ra bạn, nóng ăn khá là ngon. Bạn hấp cách thủy các bạn, tại vì mình viết chặt đây vậy các bạn, cái miếng thịt của mình nó rất ngon bạn. Còn khi mình không có siết chặt á, cái miếng thịt của mình nó không có dẻ, nó không có ngon bạn ơi. Mình hấp không ngon không? Khá ngon bạn. Cái này mình để cái này các bạn, bạn hả? Là cho vợ mình ăn. Còn cái đòn này á, mình đem mình bỏ vô trong cái tủ lạnh đó bạn, rồi cho nó đông lại, rồi một chút xíu nữa mình sẽ cắt nó ra, rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nha. Đây nè các bạn, đó, cái đòn này hồi chiều các bạn, mình đem mình bỏ tủ lạnh, các bạn thấy nó đông lên nè, khá là đẹp luôn bạn. Nhưng giờ tới 8-9 giờ tối luôn các bạn, giờ này mình cắt ra cho các bạn xem thôi. Còn giờ mình đem tủ lạnh mình để tiếp tục bạn sáng mình ăn bạn ơi. Bạn thì cái video của mình đó bạn đến đây cũng kết thúc bạn ơi. Hồi chiều mình ăn một đòn là mình hấp xong bạn, giờ nó nóng á mình ăn luôn mà cái đó nó không có dính bạn, hấp bằng cái đó nó không có dính. Còn cái đòn này á mình đem mình bỏ trong cái tủ lạnh bạn, bây giờ nó đông lên, giờ chắc cũng 9-10 giờ tối rồi, mình đem bỏ tủ lạnh tiếp tục coi sáng mai mình ăn các bạn ơi. Thì video của mình thì đến đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn xem video của mình thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nghe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.